Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học lần này. Các bạn thân mến, như các bạn đã thấy thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về những loại trái cây miền nhiệt đới Tropische Früchte. Nghe rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Bản thân mình thì rất là thích ăn trái cây, đặc biệt là những loại trái cây rất là phổ biến ở Việt Nam. Ở bên Đức thì các bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy một số loại trái cây Việt Nam ở trong siêu thị Đức cũng như là trong những cửa hàng châu Á. Nếu như các bạn sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì chắc chắn là các bạn đã rất là quen thuộc đối với những loại trái cây mà mình sẽ nhắc đến trong bài học này. Tuy nhiên, các bạn có biết tên gọi của chúng trong tiếng Đức là gì không? Nếu như các bạn muốn biết điều này thì hãy cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay ngay bây giờ nhé! Lass uns anfangen! Quả đầu tiên, một loại quả rất là phổ biến và cũng rất là ngon, đó là die Mango. Die Mango, quả xoài. Một loại quả tiếp theo cũng có chữ mango, tuy nhiên nó lại khác hẳn quả xoài. Đó là die Mangosteen, die Mangosteen. Hoặc là die Mangosteene, die Mangosteene. Quả măng cụt. Tiếp theo, die Drachenfrucht, die Drachenfrucht. Quả thanh long. Ở trong siêu thị ở Đức thì dạo gần đây mình thấy rất là hay bán thanh long. Nếu như các bạn đi ở trong siêu thị thì có thể các bạn sẽ thấy họ viết thay vì Drachenfrucht sẽ là die Pitahaya oder die Pitaya. Quả khế, die Sternfrucht, die Sternfrucht. Stern có nghĩa là ngôi sao. Các bạn thấy là khi mà chúng ta cắt quả khế ra thì cái hình dạng của nó tương tự như ngôi sao. Bởi vậy nên là có tên là die Sternfrucht. Hoặc là cũng có một tên gọi khác, đó là die Karambola, die Karambola, die Rambutan, die Rambutan. Quả chôm chôm, die Kaki, die Kaki. Quả hồng, die Ananas, die Ananas. Quả dứa. Các bạn lưu ý ở đây, chúng ta nhấn trọng âm vào âm đầu tiên, Ananas. Die Durian, die Durian. Quả sầu riêng. Người Đức còn có một tên gọi khác cho loại quả này, đó là die Stinkfrucht, die Stinkfrucht. Stink, stinken, có nghĩa là bốc mùi. Ở đây chúng ta có thể hiểu là một loại quả bốc mùi. Mình thì chưa ăn quả sầu riêng bao giờ, tuy nhiên thì mình rất là thích ăn quả mít. Die Trächfrucht, die Trächfrucht. Die Kokosnuss, die Kokosnuss. Quả dừa. Mùa hè mà đường nước dừa mát lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không các bạn? Die Passionsfrucht, die Passionsfrucht. Quả chanh leo. Die Papaya, die Papaya. Quả đu đủ. Die Pomelo, die Pomelo. Quả bưởi. Die Zapotilla, die Zapotilla. Quả hồng xiêm. Người Đức còn có một tên gọi khác cho quả này, đó là der Breiapfel, der Breiapfel. Der Zimtapfel, der Zimtapfel. Quả na. Die Avocado, die Avocado. Quả bơ. Die Stachelanona, die Stachelanona. Quả mãng cầu xiêm. Người Đức còn có một tên gọi nữa cho quả này, đó là der Sauersack, der Sauersack. Một loại quả nữa mà các bạn cũng có thể rất dễ dàng tìm thấy trong những siêu thị Đức, đó là der Granatapfel, der Granatapfel. Quả lựu. Có hai loại chanh mà các bạn sẽ thường thấy ở bên Đức, đó là die Limette, die Limette. Đó là những quả chanh nhỏ nhỏ, màu xanh. Ở Việt Nam chúng ta thường gọi là chanh ta. Còn những quả chanh vàng to hơn, đó là die Zitrone, die Zitrone. Die Mandarine, die Mandarine. Quả quýt. Và cuối cùng chúng ta có der Java Apfel, der Java Apfel. Quả roi.
Có những tính từ căn bản sau đây mà các bạn có thể sử dụng để miêu tả tình trạng của hoa quả. Juice, juice, ngọt. Sauer, sauer, chua. Bitter, bitter, đắng. Frisch, frisch, tươi. Verdorben, verdorben, bị hư, bị hỏng. Reif, reif, chín. Unreif, unreif, chưa chín. So, das war's. Hy vọng là các bạn đã học được một chút những kiến thức mới mẻ nào đó trong bài học này. Nếu như các bạn thích bài học lần này thì hãy cho mình một lời động viên ở dưới phần bình luận nhé. Và nếu như các bạn có bất kỳ những mong muốn hay là những gợi ý nào cho những cái chủ đề bài học tiếp theo thì hãy đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần bình luận cũng như là tin nhắn. Đừng quên theo dõi trang Facebook của mình để có thể nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ của mình về những kinh nghiệm học tiếng Đức cũng như là những tài liệu học tiếng Đức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!